Thi Thiên 96. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài. Từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi. Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần, vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Uy nghiêm và rực rỡ ở trước mặt Ngài, quyền năng và vẻ đẹp ở nơi thánh Ngài. Hỡi dòng giống các dân tộc, hãy chúc tôn Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh quang và quyền năng về Đức Giê-hô-va. Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với danh Ngài. Hãy đem tế lễ mà vào hành lang Ngài. Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. Hãy công bố giữa các nước rằng Đức Giê-hô-va cai trị. Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động. Ngài sẽ phán xét các dân tộc theo lẽ công bằng. Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ. Nguyện biển và mọi vật trong biển gầm vang. Nguyện đồng ruộng và mọi vật trong đó đều hớn hở. Bấy giờ cây cối trong rừng sẽ reo mừng trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Ngài đang đến. Ngài đang đến để phán xét thế gian. Ngài sẽ lấy đức công chính mà phán xét thế giới, dùng chân lý mà phán xét mọi dân tộc. Luca chương 17. Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ: không thể không có những điều gây vấp phạm, nhưng khốn thay cho người nào gây ra điều ấy. Thà buộc có đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn là để người ấy gây cho một trong những đứa bé này phạm tội. Các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách. Nếu họ ăn năn, hãy tha thứ. Dù trong một ngày anh em con phạm lỗi với con 7 lần, và 7 lần trở lại cùng con mà nói tôi ăn năn, thì con cũng phải tha thứ. Các sứ đồ thưa với Chúa: xin thêm đức tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu các con có đức tin bằng một hạt cải, các con có thể bảo cây dâu này rằng hãy nhổ lên mà trồng xuống biển, thì nó sẽ vâng lệnh các con. Ai trong các con có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn chiên, khi nó vừa ở ngoài đồng về mà bảo hãy đến đây ngồi xuống ăn ngay đi, trái lại chẳng phải các con bảo nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng phục vụ ta cho đến khi ta ăn uống xong rồi anh mới ăn uống hay sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn nó chăng? Các con cũng vậy, khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói: chúng con là những đầy tớ vô dụng, điều chúng con đã làm chỉ là điều chúng con phải làm mà thôi. Trên đường đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua ranh giới giữa miền Samari và Galilee. Khi vào một làng kia, có 10 người phung hủi đến đón Ngài. Họ đứng đàng xa và kêu lớn: lạy Giê-xu, lạy Thầy, xin thương xót chúng con. Khi thấy họ, Ngài phán: hãy đi trình diện với các thầy tế lễ. Khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời và đến phủ phục dưới chân Đức Chúa Giê-xu mà tạ ơn Ngài. Người đó là người Samari. Đức Chúa Giê-xu phán: không phải 10 người đều được sạch cả sao? Còn 9 người kia ở đâu? Chẳng ai trở lại tôn vinh Đức Chúa Trời ngoại trừ người ngoại quốc này sao? Rồi Ngài phán với anh ấy: hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con. Người Pharisee hỏi Đức Chúa Giê-xu: khi nào vương quốc Đức Chúa Trời mới đến? Ngài đáp: vương quốc Đức Chúa Trời không đến một cách rõ ràng để có thể quan sát được. Người ta sẽ không nói kìa nó ở đây hay ở đó, vì vương quốc Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ngài lại phán với các môn đồ: sẽ có thời kỳ các con ước ao được thấy một ngày của Con Người mà không thấy được. Người ta sẽ nói với các con: Ngài ở đây hay Ngài ở đó, thì đừng đi và đừng chạy theo họ. Vì như chớp sáng lòa từ phương trời này đến phương trời kia,
thì con người trong ngày của Ngài cũng như vậy. Nhưng trước hết, Ngài phải chịu nhiều đau đớn và bị thế hệ này chối bỏ. Trong thời Noe thể nào thì trong ngày con người cũng thể ấy. Người ta ăn uống, cưới gả cho đến ngày Noe vào tàu, rồi nước lục tràn đến hủy diệt tất cả. Thời Lót cũng vậy, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây dựng. Nhưng đến ngày Lót ra khỏi Sodom thì trời mưa lửa và diêm sinh hủy diệt tất cả. Ngày con người hiện ra cũng như vậy. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà mà có của cải trong nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng trở về nhà. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Ai tìm cách cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình thì sẽ được lại. Ta phán với các con, trong đêm đó, hai người nằm chung giường, một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại. Hai người nữ đang say cối, một sẽ được đem đi, một bị bỏ lại. Các môn đồ thưa với Ngài, thưa Chúa, điều ấy sẽ xảy ra tại đâu? Ngài đáp, xác chết ở đâu, kênh kênh sẽ bâu lại đó. Daniel chương 11. Về phần ta, từ năm thứ nhất triều vua Darius người Medi, ta đã đứng cạnh để hỗ trợ và thêm sức cho người. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết sự thật. Này, có ba vua nữa sẽ xuất hiện tại Ba Tư. Vua thứ tư giàu có hơn tất cả các vua khác. Khi của cải làm cho vua ấy trở nên hùng mạnh, thì vua xúi dục dân chúng chống lại vương quốc Hy Lạp. Rồi sẽ có một vua hùng mạnh xuất hiện. Vua ấy sẽ thống trị với cả quyền lực to lớn và theo ý mình. Nhưng khi vua ấy đã đứng vững, thì vương quốc của vua bị tan rã và phân chia theo hướng gió bốn phương trời, chứ không được truyền lại cho con cháu, cũng không dùng quyền lực trước đây mà cai trị nữa. Vương quốc vua sẽ bị nhổ tận gốc và trao cho những người khác không thuộc dòng dõi vua. Vua phương Nam sẽ trở nên hùng mạnh, nhưng một trong các tướng lãnh của vua sẽ lớn mạnh hơn vua, và vương quyền của người ấy sẽ lớn lắm. Nhiều năm sau, các vua đó sẽ liên kết nhau. Công chúa phương Nam được gả cho vua phương Bắc để kết hòa hảo, nhưng công chúa không duy trì được quyền lực. Vua phương Bắc và dòng dõi vua cũng không đứng nổi. Lúc ấy, công chúa cùng với những người hầu tống nàng, cha nàng và chồng nàng đều sẽ bị giao nộp. Một chòi cùng gốc với công chúa sẽ lên nối ngôi vua phương Nam. Vua ấy sẽ đem quân vào thành lũy vua phương Bắc tấn công và chiến thắng. Vua sẽ mang về Ai Cập các thần của họ, từ các tượng đúc đến các đồ dùng bằng vàng, bằng bạc. Vua án binh, không tấn công vua phương Bắc trong vài năm. Sau đó, vua phương Bắc có tiến vào lãnh địa của vua phương Nam, nhưng lại trở về xứ mình. Các con trai của vua phương Bắc tiến hành chiến tranh. Họ chiêu mộ nhiều đoàn quân đông đúc rồi kéo quân đến, tràn lấn, vây bủa khắp nơi. Họ đưa cuộc chiến đến tận các thành trì của vua phương Nam. Bây giờ vua phương Nam tức giận, xông ra giao chiến với vua phương Bắc. Dù vua phương Bắc đã chiêu mộ một đoàn quân đông đúc, nhưng đoàn quân này cũng sẽ rơi vào tay vua phương Nam. Khi đánh bại được đoàn quân đó, vua phương Nam sinh lòng kiêu ngạo. Vua sẽ đánh bại hàng ngàn, hàng vạn địch quân nhưng không chiến thắng. Vua phương Bắc lại sẽ chiêu mộ một đoàn quân đông đúc hơn trước. Và đến cuối cùng các kỳ, tức là các năm, vua ấy lại tiến công với một đoàn quân hùng hậu, trang bị rất đầy đủ. Trong khi ấy, nhiều người nổi lên chống lại vua phương Nam. Những kẻ bạo loạn trong dân ngươi sẽ nổi lên để làm ứng nghiệm khải tượng, nhưng chúng sẽ thất bại. Vua phương Bắc sẽ đến xây dựng đồn lũy và chiếm được một thành kiên cố. Quân phương Nam sẽ không đương đầu nổi, ngay cả đoàn quân tinh nhuệ cũng không đủ sức kháng cự. Vua phương Bắc sẽ tiến đánh theo ý mình, và chẳng ai đương đầu nổi với vua ấy. Vua sẽ đứng trong đất vinh hiển, cầm quyền sinh sát trong tay. Vua quyết tâm tiến chiếm bằng sức mạnh của vương quốc mình. Vua sẽ lập giao ước với vua phương Nam, gả công chúa cho vua này để thông tính vương quốc. Nhưng việc đó không thành, không mang lại lợi ích nào cho vua cả. Sau đó, vua chuyển hướng về vùng duyên hải và chiếm được nhiều nơi. Nhưng một tướng lãnh đã chấm dứt thái độ kiêu căng của vua.
làm cho tính kiêu căng của vua chống lại vua. Vua quay trở về với thành lũy trên đất mình, nhưng sẽ phải vấp ngã và té nhào, và chẳng ai còn gặp lại vua ấy nữa. Người lên kế vị vua ấy sẽ sai người đi bóc lột thuế khóa để duy trì sự xa xỉ của vương quốc. Nhưng chẳng bao lâu sau, vua ấy sẽ bị sát hại mà không phải vì oán giận hay chiến trận nào cả. Lên kế vị vua là một tay bần tiện, không được trao vương quyền. Hắn bất chợt xuất hiện, dùng thủ đoạn xảo quyệt chiếm đoạt vương quốc. Quân ngoại xâm tràn vào như nước lũ sẽ bị cuốn trôi và tan vỡ trước mặt vua ấy. Cả đến thủ lĩnh của giao ước cũng vậy. Sau khi lập hòa ước với các nước khác, vua ấy thực hiện các mưu đồ gian dối để củng cố lực lượng. Dù với quốc gia nhỏ bé, vua ấy sẽ bất chợt tiến chiếm các khu đất trù phú nhất trong tỉnh và sẽ làm điều mà cha ông tổ tiên mình chưa từng làm. Vua đem chiến lợi phẩm, những đồ vật đã cướp được và của cải phân phát cho các thuộc hạ. Vua cũng lên kế hoạch tiến đánh các thành lũy, nhưng chỉ một thời gian mà thôi. Sau đó, vua dốc lòng dốc sức đem một quân lực hùng mạnh tiến đánh vua phương Nam. Vua phương Nam sẽ nghênh chiến bằng một đạo quân đông đúc và vô cùng hùng hậu, nhưng không thể chống cự nổi vì có âm mưu phản bội vua. Chính những kẻ ăn bánh trên bàn vua sẽ hại vua, đạo quân của vua sẽ bị quét sạch, nhiều người bị thương vong. Còn hai vua ấy trong lòng đều toan tính hại nhau. Họ ngồi cùng một bàn tiệc nhưng trao đổi nhau những lời dối trá. Tuy nhiên, mưu định đó không thành vì sự cuối cùng sẽ đến vào thời điểm ấn định. Vua phương Bắc sẽ trở về xứ với rất nhiều của cải, nhưng lòng vua quyết định chống lại giao ước thánh. Vua sẽ thực hiện ý đồ này trên đường trở về xứ sở mình. Đến thời điểm ấn định, vua ấy sẽ trở lại và tiến vào phương Nam, nhưng lần này không giống như lần trước. Tàu bè từ Kích Tim sẽ tấn công vua, nên vua hoảng sợ rút lui và giận dữ chống lại giao ước thánh. Vua ấy sẽ trở về và ưu ái những kẻ từ bỏ giao ước thánh. Quân lính do vua ấy gửi đến chiếm đóng và làm ô uế thành lũy của đền thánh. Chúng dẹp bỏ tế lễ thiêu hằng hiến và lập lên điều ghê tởm, gây ra cảnh hoang tàn. Vua dùng lời đường mật mà quyến dụ những kẻ xem thường giao ước, nhưng những người nhận biết Đức Chúa Trời sẽ kiên quyết chống lại. Những người khôn sáng trong dân chúng sẽ dạy dỗ nhiều người, dù trong một thời gian họ sẽ phải gục ngã bởi gươm đao và lửa hừng, bởi tù đài và cướp bóc. Trong khi họ gục ngã, sự trợ giúp họ nhận được không nhiều, nhưng lại có lắm kẻ dùng lời giả dối mà theo họ. Một số trong những người khôn sáng sẽ sa ngã để nhờ đó mà được luyện lọc, thanh tẩy và phiếu trắng cho kỳ cuối cùng. Vì còn phải chờ cho đến thời điểm ấn định, vua phương Bắc sẽ làm theo ý mình, tự cao tự đại, tôn mình cao hơn mọi thần. Vua ấy sẽ nói những lời kỳ quặc chống lại Đức Chúa Trời của các thần. Vua sẽ thành công cho đến khi cơn thịnh nộ chấm dứt, vì việc gì Chúa đã định thì phải được thi hành. Vua ấy sẽ không quan tâm đến các thần của tổ phụ mình hay là thần mà phụ nữ sùng bái. Vua sẽ chẳng coi thần nào ra gì, vì tự tôn mình cao hơn tất cả. Thay vào đó, vua lại tôn kính thần của các thành lũy. Vua lấy vàng, bạc, đá quý và các báu vật dâng cho thần mà tổ phụ mình không biết. Vua sẽ nhờ thần ngoại bang để chiếm đóng các thành lũy vững bền. Người nào công nhận vua sẽ được ban bổng lộc giàu sang, trao quyền cai trị rộng rãi và được phân chia đất đai để thưởng công. Đến thời kỳ cuối cùng, vua phương Nam sẽ tấn công vua phương Bắc, nhưng vua phương Bắc đem chiến xa, kỵ binh và nhiều tàu chiến phản công như vũ bão. Vua này còn xâm lăng các nước tràn lẫn như nước lũ. Vua cũng tiến vào vùng đất vinh hiển, hàng vạn người sẽ ngã gục. Nhưng dân Edom, Moab và thành phần ưu tú của dân Ammon sẽ thoát khỏi tay vua ấy. Vua ấy sẽ giang tay trên các nước, ngay cả Ai Cập cũng không thoát khỏi. Vua sẽ kiểm soát các kho vàng bạc và tất cả báu vật của Ai Cập, dân Libya,
và Ethiopia đều chạy theo vua ấy. Nhưng tin tức từ phương Đông và phương Bắc sẽ làm cho vua bối rối. Vua sẽ giận dữ đem quân đi tàn phá và tiêu diệt nhiều người. Vua sẽ dựng liều trại hoàng gia tại khoảng giữa biển và núi thánh vinh quang. Nhưng ngày tận số của vua sẽ đến mà không một ai cứu giúp cả. Daniel chương 12. Lúc ấy, đại thiên sứ Michael, đấng bảo vệ dân ngươi sẽ đứng dậy. Sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng thấy, kể từ khi lập nước cho đến bây giờ. Nhưng lúc ấy, những ai trong dân ngươi có tên trong quyển sách kia sẽ được cứu. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy. Người thì để hưởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục ghê tởm đời đời. Những người không sáng sẽ rực rỡ như sự sáng chói trên bầu trời. Và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ chiếu sáng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Còn ngươi, hỡi Daniel, hãy giữ kín những lời này và niêm phong cuốn sách này lại cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ đi đây, đi đó, và sự hiểu biết sẽ gia tăng. Bây giờ, tôi, Daniel, đang nhìn và này, có hai người khác đang đứng. Một người bên này xong, một người bên kia xong. Một trong hai người hỏi người mặc vải gai đang đứng trên mặt sông: đến bao giờ những điều kỳ lạ này mới chấm dứt? Tôi nghe người mặc vải gai đứng trên mặt sông giơ tay phải và tay trái lên trời, nhân danh đấng hằng sống mà thề rằng sẽ phải trải qua một kỳ, hai kỳ và nửa kỳ, và khi quyền lực của dân thánh chấm dứt thì những điều này mới hoàn tất. Tôi nghe nhưng không hiểu, nên tôi hỏi: lạy Chúa tôi, cuối cùng các việc này sẽ thế nào? Người ấy đáp: hỡi Daniel, đừng lo nghĩ gì, vì những lời này đã được giữ kín và niêm phong cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều người sẽ được thanh tẩy, phiếu trắng và tinh luyện, nhưng những kẻ ác sẽ tiếp tục làm ác. Không kẻ ác nào hiểu nổi, nhưng người không sáng sẽ hiểu. Từ thời bãi bỏ tế lễ thiêu hằng hiến và lập lên điều ghê tởm gây ra cảnh hoang tàn, sẽ có 1290 ngày. Phước cho người bền lòng trong đợi suốt 1335 ngày. Còn ngươi, hãy giữ trung tín cho đến cuối cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, và đến cuối những ngày, ngươi sẽ đứng dậy trong sản nghiệp mình.